Chưa
cho cảm có diện tích tiền ngon 9 mét, bây giờ là 18 mét. Đây là tổng thể phần bên đây rất là có thân theo lối đi lên xe bay. Mình đây là quán đây là tập trưởng, xong là hệ thống nước vòng, toàn bộ khu đông nôm còn tóc rất là đẹp. Hệ thống ông dòng thượng này thì có thể quan sát hầu như là chủ nhà đã xây dựng một thiết kế rất là đầy đủ. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa tổng quan của ngôi nhà. Đây là lối lên phía bên tay phải và đây là lối lên kia bên tay trái. Và thì nước nhanh là một lần nữa nhưng tổng thể của ngôi nhà đi lên đầu tiên. Mình thật sự đi lên rất sẽ gặp một cái căn phòng, hai căn phòng, một bên là có thể làm bếp và một bên có thể làm phòng nghỉ của nhân viên. Đi sẵn thì có thể làm quầy du lịch. Tiếp theo là đi lên lối bên trái của lần đầu thứ ba là thứ hai đó. Đây bên đây thì một cái sảnh rất là lớn, cũng có đầy đủ toilet và hệ thống điện nước đầy đủ. Bên đây thì có thể thấy như hầu như là toàn bộ cái mặt tiền đường phía dưới rất là thoáng, view nhìn rất là đẹp. Đây. Đây, đây là tổng thể của lầu thứ hai. Lên trên nữa thì là một lầu nữa, thứ ba. Trên lầu thứ ba này thì là một cái view phòng đi ra ban công phía ngoài đường, là nhìn ra quốc lộ 1A, phía sau là nhìn ra khu đông nôm. Rất là thoáng phía sau. Đấy, chúng ta vừa xem được xong toàn bộ ngôi nhà, còn nữa sau là khu đông nôm, dân cư rất là đường đã rất là đông. Bên cạnh là những ngân hàng có và khu vực quán cà phê, dân cư đông đúc ở khu vực này. Là
lên xong tự nhiên xuống ngôi nhà rất là đẹp. Đèn trang trí của phòng quang cảnh của căn nhà. Có thể sử dụng thê để lòng mà văn phòng của ngân hàng hoặc là trung tâm Anh ngữ, một cửa hàng nội thất rất là đẹp, tại vì không gian rất là rộng. Trên này cũng có mẫu phòng thì có những cái toilet riêng. Bên này là cái ngoài đây là cái giếng trời. Mẫu phòng thì có chứa rất là nhiều hệ thống máy lạnh chứa sáng luôn rồi. Và tiếp theo đi xuống tầng dưới có phòng bếp như lúc nãy, nó rất là rộng. Trong phòng bếp thì có toilet, bên này cũng có một cái phòng rất là rộng. Không khí rất là đẹp, hệ thống điện và có bình chữa cháy đầy đủ.